ngày nắng gắt cũng như ngày mưa dông, người dân tại các huyện vùng sâu vùng xa miền Tây Nam Bộ đã quen với hình ảnh vị hòa thượng giản dị với chiếc nón lá khảo sát tiến độ xây dựng cầu giao thông nông thôn. Từ năm 2008 đến nay, gần 500 cây cầu đã được khánh thành tại Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, lan tỏa hạnh nguyện cao cả vì cuộc sống an vui của bà con miền sông nước. Trong cái tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật á, thì có cái phúc quả của thế gian, đó là xây cầu bồi lộ là phước báo lớn nhất. Nếu mà đất nước được phát triển mà giao thông không hoàn chỉnh thì địa phương đó, nơi đó sẽ khó mà phát triển. Chúng tôi xin được đóng góp một phần kêu gọi, kết nối và chỉ đạo thực hiện để xây dựng cầu để nhằm phục vụ cho cái tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật. Cầu giao thông nông thôn được Hòa Thượng Thích Minh Hạnh cùng các Phật tử trực tiếp thiết kế đúng tiêu chuẩn hiện hành, đáp ứng việc đi lại của các phương tiện hai bánh và bốn bánh. Từ khi có cầu giao thông, việc đi lại của bà con cũng được thuận tiện hơn, tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, đủ đầy hơn. Tại vì cái cầu dưới nó hẹp quá, mình đi buôn bán hay là xe cộ đi, mình đi bộ nó cũng thấy khó nữa, đi phải tránh xe. Tôi xin là cảm ơn thầy, trước là cảm ơn thầy, với sau là cảm ơn nhà tài trợ là mình cho bắt được cây cầu đây, là dân được là vui vẻ mà đi buôn bán thuận tiện, khỏe khoắn con người nữa thì thoải mái luôn. Thì nhân dịp này thì chúng tôi xin được gửi lời tri ân đối với các mạnh thường quân, các Phật tử, cảm ơn quý cấp chính quyền đã phát tâm ủng hộ cho chúng tôi từ năm 2008 tới hôm nay. Kính nguyện Đức Phật gia hộ cho tất cả các vị được tăng phúc, tăng lộc, tăng thọ, sở nguyện thị tâm các tường như ý, và thực hiện theo tinh thần của Đức Phật A Di Đà là được đạt được vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Với sự ủng hộ và những tình cảm nồng hậu như thế, hành trình nối những nhịp cầu yêu thương của Hòa Thượng Thích Minh Hạnh tiếp tục được nối dài. Theo tiến độ mỗi cầu từ 30 đến 45 ngày, 1.000 cây cầu là mục tiêu sớm được hiện thực hóa, đem lại niềm lợi lạc cho bà con.